Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng Suzuki để quay cho tất cả mọi người xem về mẫu xe Suzuki GSX ở phiên bản Suzuki GSX phiên bản R150 và Suzuki GSX Bandit nha các bạn. Đây các bạn có hai chiếc Suzuki GSX phiên bản R150 và đây cũng được mệnh danh là hai chiếc xe mà ông chủ với khung 150 nha các bạn. Và đây do là kiểu dáng sport nên được mệnh danh là mạnh nhất ở phân khúc 150, sử dụng chung cục máy với lại mẫu xe Suzuki Raider hay là Suzuki Sachia nha các bạn. Đây các bạn, đây là một màu xanh rất là đẹp nha, kiểu dáng sport. Ở đằng trước thì có xi nhan rời nha các bạn. Đây, xe sở hữu một cái bình xăng về dung tích rất là lớn nha các bạn. Về phần yên sau của xe thì được tách rời. Về phần người ngồi sau sẽ cao hơn nha các bạn. Em mình sẽ quay vào phía bên trong cho các bạn xem sẽ rõ hơn. Đây, về thông số lốp của xe là sử dụng lốp sau là 140. Rất là lớn nha các bạn. Đây là một màu sắc, một màu đỏ trắng và có chữ Suzuki kéo dài khắp thân xe, nhìn rất là đẹp đấy các bạn. Đây, về phần xi nhan sau của xe cũng được tách rời. Sẽ quay cho các bạn xem về phần mặt đồng hồ của xe nha các bạn. Đây, đồng hồ của xe thì được đồng trang bị đồng hồ là full LCD nha các bạn. Đây, về phần kính của xe thì đã gấp lại chống trầy xước nha các bạn và có kính chắn gió đằng trước luôn. Một kiểu dáng sport, người ngồi thì sẽ chồm về phía trước nha các bạn. Đây là sở hữu một cái bình xăng rất là lớn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem về phần tay lái. Ở bên tay phải của xe thì có nút khởi động xe và nút bật tắt đèn và nút bật tắt động cơ tạm thời nha các bạn. Đây, rất giống với các mẫu xe phân khối lớn thường có nút bật tắt động cơ tạm thời. Đây, và ở bên tay trái thì có nút bật đèn cốt pha, nút còi và nút xi nhan nha các bạn, và nút passing xin vượt nha các bạn. Đây, và nút xi nhan. Đây, nhìn rất là hầm hố nha các bạn. Đây, sở hữu một cái bình xăng rất là lớn. Về phần yên xe thì được trang bị cái yên tách rời giống người ngồi sau thì sẽ rất là cao nha các bạn. Đấy, tư thế lái của chiếc xe này thì sẽ chồm về phía trước. Ở đây còn rất là nhiều mẫu xe, mình sẽ quay cho các bạn xem về chiếc GSX phiên bản S150 nha. Đây, một màu xanh. Đây là kiểu dáng Naked Bike nha các bạn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem về phần mặt đồng hồ nhé. Về phần mặt đồng hồ của xe thì cũng giống với lại mặt đồng hồ của chiếc phiên bản R150. Và cái ghi đông của xe đều là ghi đông trần nha các bạn. Đây, ghi đông trần kiểu dáng Naked Bike. Và phía bên tay trái của tay lái thì vẫn có nút còi, nút xi nhan và nút cốt pha và nút passing xin vượt nha các bạn. Đây, và phía bên tay phải thì vẫn có nút bật tắt động cơ tạm thời, nút bật đèn và nút khởi động. Cũng sở hữu cái bình xăng rất là lớn nha các bạn. Và về tư thế lái thì cũng chồm về phía trước. Đây, về kiểu yên thì vẫn là dạng kiểu dạng yên rời nha các bạn. Đây, về kiểu dáng Naked Bike và kiểu sport thì cái phần tay, cái phần gác chân thì sẽ được lùi về phía sau nha các bạn. Đây, về phần động cơ thì sử dụng chung cục máy với lại Suzuki Raider với lại Suzuki Sachia.
Tuy nhiên về phần máy thì có thể sẽ được tinh chỉnh để phù hợp với cái trọng lượng của xe đó các bạn, bởi vì cái trọng lượng của mẫu xe Suzuki GSX phiên bản F150 này thì nó sẽ nặng hơn. Về giá bán của các mẫu xe này thì mình sẽ cập nhật như sau nhé. Về mẫu xe Suzuki GSX phiên bản R150 là hiện tại thì đang có giá là 79 triệu nha các bạn, và hiện tại thì đang được là bên Suzuki trợ giá là giảm giá 3 triệu đồng, thì hiện tại thì với giá đã bao gồm giấy tờ là 76 triệu đồng nha các bạn. Đây, với giá 76 triệu đồng đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số thì các bạn đã sở hữu một chiếc xe sport với kiểu dáng mô tô các bạn, rất là đẹp. 76 triệu đồng bao gồm giấy tờ và phí ra biển số nhé. Đây, và tiếp theo đến phiên bản Suzuki GSX phiên bản F150, ở phiên bản này thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 66 triệu đồng nha các bạn, với giá là 69 triệu đồng nhưng mà hiện tại thì đang được giảm là 3 triệu đồng nên là còn 66 triệu đồng nha các bạn, thì đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số rồi. Kiểu dáng Necrobike rất là đẹp. Ở hai phiên bản này thì đều sử dụng chung cục máy nha các bạn, chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Rất là đẹp luôn. Còn màu xanh này rất là đẹp các bạn. Nhưng mà mình thích cái màu đỏ này hơn. Nhìn cái màu đỏ là nhìn nó hầm hố hơn nha các bạn. Và cái mâm đằng trước cũng được sơn màu đỏ nhìn rất là đẹp. Về phần kính chắn gió cũng như là về phần yên của xe đều được bọc rất là kỹ nha các bạn, tránh chảy xước và bụi bẩn. Xanh rất là đẹp, cái đuôi của xe được vút cao nha các bạn. Nếu các bạn mà muốn độ lại cái phần đuôi này thì các bạn có thể gỡ cái phần đuôi sau này ra, nhìn thấy rất là đẹp, cái đuôi sẽ nhỏng rất là cao nha. Đây là kiểu dáng Necrobike, cái màu xanh. Và ở đây cũng có hai màu sắc nha các bạn. Đây là Suzuki phiên bản Bandit. Đây màu đỏ này các bạn. Đây là một chiếc Bandit màu đen. Kiểu dáng thể thao nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Đây là phiên bản S150 thì cái phần mỏ cày á, có nghĩa là cái chắn bùn ở phía dưới nó sẽ khác so với cái phiên bản Suzuki Bandit nha các bạn. Về phần Suzuki Bandit thì cái mỏ cày ở trước sẽ ngắn hơn và sẽ không được kéo dài ra phía sau nha. Và phiên bản S150 thì cái phần yên của xe thì sẽ được tách rời. Còn phiên bản Suzuki Bandit thì yên sẽ không phải là tách rời mà là yên liền nha các bạn. Đây, một sự khác biệt. Em mình sẽ quay cho các bạn xem về chiếc màu đỏ nha các bạn. Đây, một màu đỏ này mình thấy rất là đẹp các bạn. Đây, về phần bóng đèn của xe sở hữu bóng led nha các bạn, bóng đèn sở hữu bóng led và xi nhan trước sau thì đều được tách rời. Các bạn mà không thích thì có thể là gắn chống đổ hay là độ cái phần xi nhan nó sát vào bên trong nha các bạn. Đây, về phần mâm của xe thì sở hữu cái mâm màu đỏ nha các bạn, rất là đẹp, sử dụng thắng đĩa nha các bạn, không có ABS. Đây, về phần phục trước của xe thì được phục rất là to. Đây, mình sẽ quay về góc ngang cho các bạn xem nhé.
Nhìn chiếc xe này rất là hầm hố nha các bạn. Đây, một kiểu dáng sport và cũng được mệnh danh là mạnh nhất ở phân khúc 150. Kiểu dáng sport thì từ ghế lái sẽ chồm về phía trước nha các bạn. Là cái mâm sau màu đỏ rất là đẹp nha các bạn. Yên thì sử dụng yên 2 tầng 150 phân khối. Đây, mình sẽ quay góc này các bạn nhìn thấy rất là đẹp, giống với các mẫu xe phân khối lớn nha các bạn.